Lá Con số muốn hỏi thầy, cô là anh mất đấy, thất sát cư phát tí. chưa ạ? Lá số cô là thất sát ở tí. Cô là triệt tuần phúc bức là phúc không tốt. Đấy, chồng đầu có sao phục binh là làng quang, chồng có hai có thiên hình. Tướng quân chắc là chết kiểu oan uổng lắm à. Anh ấy đã siêu thoát được chưa ạ? Nhưng anh chết vì sao? Thì nhìn đi, anh chết oan uổng. Anh ấy bị ung thư đấy. Ung thư thì chết xong đau lắm. Đúng rồi. Thường là những người mà ung thư chết xong, thầy hay các anh hay gọi hồn lên để chữa bệnh cho người ta thì người ta mới siêu thoát được. Còn bây giờ anh chưa siêu thoát. Tại cô này cô rơi vào cái đại vận thiên hình đóng vào phá quân này, chồng có sao phá quân gặp thiên hình, gặp sao tướng quân, gặp hóa kỵ, gặp địa kiếp phong thần phục binh, quả tú quả tinh chiếu lên dễ chết. Mất lâu chưa? Mất được cả 9 tháng rồi à? À, được mất từ tháng 2 năm 2019 ạ. 29, năm nay là 23, 4 năm rồi. Lúc này mình 48 tuổi, 47 tuổi. 44, 45, 46, 47, đúng rồi. Năm rơi 47 quả tú nữa là chồng mất. Kèo kinh. Cô có ý dự định lấy chồng nữa không? Dạ, con có thương một người nhưng mà ít một con. Có Bây được không thầy? giờ cô muốn lấy chồng thì cô phải giải ba vong theo cô đi đã. Cô là vừa cô thần vong thần phục binh tiền duyên theo nữa. Nên là chả ai ở với cô luôn đấy. Toàn người âm người ta tranh chấp mình thôi. Ừ. Nhiều thế rồi. Nhiều vong thần đóng cung tài bạc kìa, quả tú phục binh đóng cung phu này. Ừ. Bây giờ là bà ba cái vong nó theo con ạ thầy. Đúng rồi. Nên là ai mà lấy cô đến 556 cũng dễ chết nốt. 556 nó lại rơi vào cái cung phu một lần nữa. Rơi vào cung đấy lại có sao quả tú phục binh nữa. Thế con với cái người này là sinh năm 81 thì con với người này có lấy được nhau không ạ thầy? Rất hợp tuổi nhau, 81 là bằng tuổi thầy đấy. Làm ăn nếu mà con lấy người thì làm ăn có được không thầy? Được. Lấy tuổi 81 là tuyệt vời nhất. Nó gọi là tân dậu, là con gà mới, dễ thịt. Ai mà được ăn thịt con gà mới là người đấy là sức khỏe dồi dào. Làm ăn, ăn nên làm ra. Điều, bây giờ con phải phải giải đến ba vòng luôn à thầy. Giải ba cái vong theo đi, cô thần phục binh vong thần cho thầy. Chứ không có là thương Rồi người ta, cái thương người ta lấy người ta vào 4 năm nữa người ta lại lên đường khổ. cái bộ mã của con của tổ tiên nhà con đấy có ổn không à thầy? Mới được 5 điểm thôi. 5 trên Năm điểm. 10. Có nghĩa là sao hả thầy? 5 trên 10 nghĩa là chưa ổn lắm. Chưa được yên ổn, mộ yên mà đẹp, có nghĩa là chung chưa mộ yên chưa mà đẹp đúng không hả thầy? Đúng thế. Đúng lại là cô sửa thầy ba sao như thầy bảo. Cô thần phục binh vong thần. Rồi con ở cái mảnh đất này con thấy nó trục trặc nhiều cái, thế bây giờ con phải làm gì hả thầy? Mảnh đất Cả bên nhà chồng cũng chẳng thấy nhỏ ngó gì đến con luôn. thế à? Thế thì lúc nào giải nó đi. Con thì nghèo khổ lắm. Bây giờ con sống với ở đang ở trong heo đây thì ạ. Con không có nhà có cửa gì, nợ nần ngập. Chôn trẻ một cái gì luôn. Sống với heo á, Này con đang ở chuồng heo này thầy. ở chỗ heo luôn. Dạ con cho thầy xem nhá. Nuôi mấy con? Đây không, bây giờ đây là con ngăn lại một phòng con ở đây ạ. Rồi
Ở đây là chuồng heo đây ạ thầy. Ồ. Bây giờ không Ồ. còn có gì nuôi, để trở thành hai bàn tay trắng rồi thầy ạ. Vậy là cô sống gần thiên nhiên phết nhỉ? Gần thiên nhiên không nghĩa là gì Sống ạ ở thầy, gần con thiên không nhiên. hiểu. Thì gần heo là gần thiên nhiên này. Thầy gần sống gần cá. Thầy sống gần cá lắm. Thầy sống gần cá. Thầy ơi, Ơi. con thấy nghèo thấy khổ như thế này, cuộc đời của con còn có cái lúc nào để có nhà ở không thầy? Có chứ. Có. Con đến tuổi tuổi như thế nào để con mới có nhà ở được ạ? Con phải đến phải lấy anh chồng nữa, anh 81 về thì mới có nhà ở được. Lấy anh 81 về anh chăm. Thế cái lô đất này con muốn bán, con có bán được không thầy? Bán được, bán rẻ thì kiểu gì có người mua. Thế không được giá hả thầy? Ừ. Tại cái cung điền trạch của cô có tang môn tiểu hao, ở đất ấy sợ sợ, ở đất ấy sợ chết lắm. Sợ chết là có nghĩa là cái mảnh đất là thế nào hả thầy? Mà Mảnh đất ấy sợ chết, nhiều người chết. Ừ. con muốn bán đi để con đi chuyển đi chỗ khác, con có được không thầy? Được, thế thì bán đi thôi. Bây giờ con giải hết cái chỗ mấy mấy cái thầy nói là phải giải mấy cái nhà thầy. Giải ba vong theo, tiền duyên, âm binh, vong thần. Thế con không nhớ thì đến lúc trợ lý nó có biết không, nhưng nếu như con muốn giải ấy, thầy. Có, trợ lý biết đấy. Kêu với bạn là đang ở chuồng lợn nên là các bạn cố gắng tạo điều kiện cho. Thầy ơi, thầy giúp đỡ con có cuộc sống giống người ta với thầy ơi, con khổ quá. Ừ. Ok, để các bạn ấy hóa giải rồi để thầy giải cho, để chuyển sang sống với cá giống thầy. Con thấy thầy đi ở bên Mỹ kia rồi, thầy thấy vui vẻ mà thầy thấy trẻ trung, mà con thấy thầy thật sự con thấy có cái cuộc sống thầy đúng là thầy thật là tuyệt vời thật đấy. Tuyệt vời. Con theo dõi thầy hàng ngày rồi đấy, con biết thầy có thấy không? Có lúc nào thầy cũng thấy. Thầy thấy là mỗi lúc thầy live stream để nghe ép ép. Con thấy con lúc nào con cũng theo chân thầy đấy, mấy Ồ. hai năm nay Chả trách được, thỉnh thoảng thầy cứ nghe lợn kêu khi mà live rồi stream, té ra là cô này. đấy. Con theo thầy chân thầy khá lâu rồi đấy. Mà thầy cũng đẹp trai nữa, con cũng mê thầy hay sao ấy. Hát cũng hay nữa. Ước được, không biết lúc nào thầy về Việt Nam ấy nhỏ. Thầy nhá, thầy chưa biết được, mấy vài năm nữa, khi nào tủ sách đằng sau của thầy nó dày dày lên thì thầy mới về. Thế thầy không về thăm các con ở Việt Nam nữa, thầy cứ bỏ rơi các con ở Việt Nam này, lúc nào thầy về đi. Thầy thăm trên Facebook được rồi. Ngày nào thầy cháu hỏi thăm. Nhưng mà chúng con muốn gặp thầy trực tiếp Ôi, gặp thầy trực tiếp thì hơi khó vì thầy về Việt Nam còn khó học hơn ở bên Mỹ. đấy. Thế có thầy ơi, Ừ. con làm bên bất động sản này có được không thầy, có hợp với con không? Không. Con Không thì à? chôn để xuất ngoại thôi, đi lao động Đài Loan gì đấy thì tốt. Thế con đang theo cái bất động sản này không được à thầy? Nhìn cung điền trạch này không ổn, vừa đại hao vừa tiểu hao, không có tốt. Chỉ có cung đi xuất ngoại thôi à thầy? Có cung thiên di đẹp lắm. Sao con có tiền để con đi được à thầy? Con có tiền để con đi thì kiếm lên một anh đại gia sinh năm 81, anh bảo lãnh cho.
Toàn cái anh thấy nghèo rớt mùng tơi này thì làm sao thấy. Từ từ mới kiếm chứ. Bây giờ phải sửa những người âm đi theo mình cho người ta đừng phá mình nữa. Kiểu gì có một anh 81 đẹp trai anh đón đi. Cái đất này khoảng tháng mấy thì con bán được ạ thầy? Thầy nghĩ là phải ăn Tết xong tháng 1 âm lịch thì mới bán được. Vậy hả? Ừ. Thầy ơi, con khó khăn thế này, con giải mấy cái vong đấy thì phải khá tiền đấy nhỉ thầy Thầy cũng không nhớ nữa, dạo này thầy không cầm tiền nên thầy quên rồi. Thầy ở Mỹ nhỉ? thì có được, thầy ở Mỹ có được cầm tiền Việt Nam đâu. Ồ. Thật đấy. Vâng. Cả nhà cả cửa cả người thầy bây giờ đâu có 5.000 ấy, 5.000 đồng ấy. Đây. Thề luôn có 5.000 này. Đây là 5.000 đồng tiền Việt cuối cùng của thầy đây, không có tiền. Đây. Con cũng không 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 biết là làm sao mà cái mệnh của con nó khổ từ bé đến khổ đến bây giờ, con khổ hoài khổ mía để làm cái gì cũng không thấy Tại mê trai, khôn trẻ tại mê trai đầu thai vẫn khổ. thế á. Cái đấy giải được không thầy? Thầy dạy đi cho con đi để con sống Mê với trai, mê trai đầu thai vẫn khổ. thế đấy thầy thầy tìm cách để thì dạy đi ạ cho Ok, con với ạ. ra gặp trợ lý của Dạ thầy đi, nhanh lên, các bạn đã hướng dẫn để thầy giải cho nhá. ok con chào thầy. À.